Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020 Hôm qua báo Nhân dân Điện tử có đăng một bài bình luận của tác giả Hồng Quang Về đề tài tôi rất là thích thú thưa quý vị đó là Đề tài từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu Từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu vì tất cả những cái gì mà chúng ta làm không được lòng dân không vì dân không được sự ủng hộ của dân thì cũng đi như muối bỏ bể như giả tràng xe cát nên à, mở bài mở đầu đó tôi xin đọc cái bài mở đầu mà tôi cũng rất là thích thú đó là tác giả hồng quang nói như vậy nè phi chính trị hóa quân đội quân đội đứng ngoài chính trị là luận điệu nhiều năm nay các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí vẫn thường xuyên rêu rao truyền bá nhằm mê hoặc gây nghi ngờ tác động tới nhận thức chung của xã hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội nhân dân việt nam đặc biệt mới đây sau khi Đại hội đại biểu đảng Bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, thành công tốt đẹp, luận điệu này tiếp tục được lặp lại qua sự khơi màu của BBC, ERFA, vân vân. Rồi giờ tác giả con nói lên một cái sự kiện đó là ngày 28 tháng 9 năm 2020, Tại Đại hội đại biểu Đảng Bộ, quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, trong các nội dung quan trọng của bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy Trung ương, đặc biệt biểu dương Đảng Bộ, quân đội, như sau. Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định là chỗ dừa vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân, và lực lượng và là lực lượng nồng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường trong ấm ngoài êm cho đất nước. Và ông đồng thời khẳng định, cần, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí vai trò đặc biệt của quân đội, của đảng bộ quân đội, đó là quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân do dân vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng do vậy quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc gắn bó máu thịt với nhân dân và nhấn mạnh các yêu cầu như cán bộ chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh giúp dân xóa đói giảm nghèo phối hợp xử lý có hiệu quả các tính tình huống phức tạp, nhất là trên phư, trên những địa bàn chiến lược trong trọng yếu về quốc phòng an ninh. Thưa quý vị, đó là lời phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà đó rồi đó thì các cơ quan truyền thông hải ngoại, nhất là BBC và RFA lập tức chụp lấy một số nội dung trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng để vừa xuyên tạc vừa truyền bá luận điệu phi chính trị hóa quân đội, quân đội đứng ngoài chính trị vốn được họ rêu rao nhiều năm nay. Thưa quý vị, đó là nhận định của tác giả Hồng Quang nhưng mà bây giờ tôi muốn bổ túc cái nhận định của tác giả Hồng Quang khá dài, quý vị có thể vào xem trực tiếp báo Nhân Dân. Nhưng mà đó là tôi muốn bổ túc với tác giả Hồng Quang. Đài RFE, Đài BBC kêu gọi phi chính trị hóa quân đội. Ở nước Mỹ người ta cũng nói là phi chính trị hóa quân đội là tại sao? Vì họ theo cái cơ chế lưỡng đảng đa đảng mấy cái đầu hai ba cái đầu. Chúng ta hãy nhớ rằng là quân đội và công an á, là hai cánh tay tay trái và tay phải. Nhưng mà đó nếu mà chỉ có một cái đầu đó thì nó phải tuân phục một cái đầu mà thôi nếu là trong chế độ đơn đảng. Thì phải được là phải là hiểu biết chính trị. Một cái đầu. Còn nếu mà là hai đảng á, ba đảng á thì sao? Hai cái tay này á, là không biết cái đầu này nó có đồng ý với cái đầu kia không nên họ mới kêu gọi á, là không có được cái hai cái tay này đắm vô cái đầu khác. Nên họ gọi kêu gọi phi chính trị quân sự Là chỉ vì sợ quân đội sử dụng để đấm vào đầu những cái đầu khác đối thủ Họ sợ như vậy Nhưng nếu nói như vậy đó Mà bảo rằng là họ không hiểu biết về chính trị đó Thì trật lất luôn Trật lất họ không nói ra thôi Chứ còn họ rất hiểu chính trị Quân đội phải hiểu chính trị Công an phải hiểu chính trị Tay chân mà không hiểu cái đầu suy nghĩ như thế nào đó thì làm sao làm việc được. Nên những cái gì mà th trong thể chế đơn đạn trong thể chế quân chủ như hồi xưa thì quân đội phải chính trị phải hiểu được những cái sự suy nghĩ của cái bộ óc trung ương. Đó là một sự cần thiết bắt buộc nếu không có cái sự tập trung vô để thi hành cái quyết định của Trung ương thì cổ máy xe quân đội không có ý nghĩa gì nữa hết. Tôi nói thí dụ tại sao người ta thợ, sợ cái sức mạnh của đế quốc Mông Cổ của thành các tướng hạng? Là vì sao? Chỉ cần khoảng chừng có mấy chục ngàn xin lỗi là khoảng chừng mấy, mấy chục vạn thôi của quân Mông Cổ là đi gọi là dẫm nát luôn cả đất của Trung Quốc và lấn sang cả Âu Châu nhưng mà tới Việt Nam thì thua không đó là một lần đó là lần đầu tiên họ thua nhưng tại sao họ mạnh là tại vì tất cả những người trong quân đội của họ đều phải chính trị hóa tuân tuân phục cái đầu một cái đầu thôi nó giống như là một cỗ máy xe đó xoáy một cái mũi nhọn xoáy trực tiếp vào thì mới thành công chứ còn bây giờ mà nó không có cái sức mạnh xoáy trực tiếp đoàn kết đó nó giống như là một cái viên kim cương trực tiếp xoáy mạnh vào thì mới lũng được nếu mà quân đội của mông cổ không có chính trị hóa không tùng phục hoàn toàn vào một cái đầu não thì không thể nào mà đã dẫm nát hết tất cả phần đất của trung quốc của trung á của Tây Á và cũng luôn cả châu Âu. Chính trị hóa quân đội là một nhu cầu trong thể chế quân chủ. Chính trị hóa quân đội là một nhu cầu trong thể chế đơn đảng, vì đơn đảng nó giống như là một cái thể là là là, là hàng dọc thôi nhưng mà tại vì cái thể chế đa đảng và lưỡng đảng họ sợ rằng là quân đội dùng quân đội để đánh, đánh vào đầu của nhau thì nó vỡ nát nên họ cứ kêu gọi là phi chính trị hóa quân đội chỉ vì lý do đó thôi là vì đảng này sợ đảng kia đập mình còn đây chúng ta chỉ có một đảng đơn đảng thì không có sợ ai đập hết phải chính trị hóa quân đội chính trị hóa công an nếu có một cái sức mạnh đoàn kết chặt chẽ như hạt kim cương để thủ nếu cần thủ thì thủ thủ trước cái sự hung hãn của những cái quốc gia lớn mạnh đó, thì chúng ta thủ được chặt chẽ còn nếu mà chúng ta không hiểu biết được quân đội mà không hiểu biết được ý của của lãnh đạo công an không hiểu biết được ý của lãnh đạo không có chính trị thì làm sao mà có thể làm thi hành các cái quyết định nên tôi xin bổ túc với cái ánh nhìn đó Với tác giả Hồng Quang Nhu cầu chính trị hóa quân đội và công an là nhu cầu trong thể chế đơn đảng và trong thể chế quân chủ Cần có một sự đoàn kết sức mạnh từ trên xuống dưới như một Thì kẻ thù nào mình cũng đấu lại được hết Còn cái kiểu mà gọi là đem áp dụng Ở nước ngoài ở một cái văn hóa khác chúng ta một cái bối cảnh khác lịch sử khác và đòi đem áp dụng vào Việt Nam thì không thành công được Việt Nam sẽ vỡ liền nếu quân đội Việt Nam mà không có Sức chặt cùng với toàn dân toàn đảng toàn nhà nước thì sẽ chắc chắn sẽ bị gãy đổ như thời của nhà Trần chúng ta đó Mông Cổ thắng hết các nơi nhưng mà tới đất nước chúng ta hội nghị Duyên Hồng Hội nghị dân Hồng thấy không Vua quang quân đồng lòng một ý chí Đó là chính trị hóa đó Đồng lòng một ý chí thì sao Mới đánh thoát thắng được quân đội Mông Cổ Nếu không có sự đồng lòng một ý chí đó Chúng ta không thành công Chúng ta đã bị Trà đạp Bởi quân Mông Cổ Giống như người Mông Cổ đã trà đạp Các quốc gia khác Để Đất nước của chúng ta Việt Nam ở trong một cái địa thế rất là tế nhị, nhiều quốc gia dòm ngó vì chúng ta là một cái sự giao thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ngoài vấn đề khoáng sản ra rồi, nhưng mà về vấn đề giao thương đủ thứ rất quan trọng nên nhiều quốc gia dòm ngó. thì chúng ta cần phải hiểu biết chính trị từ trên xuống dưới, từ dân cho đến quân cho đến công an cho đến, đến lãnh đạo tất cả đều đồng một lòng thì chúng ta mới đối phó được rất là nhiều tình huống tế nhị nên chúng ta cần chính trị hóa quân đội và cần chính trị hóa công an là chỉ vì chúng ta chỉ có một một cái đầu thôi vì chúng ta chỉ có một cái đầu thôi tác giả hồng quang viết rất là sâu sắc có nhiều điểm hay nhưng đó là đó là sản phẩm trí tuệ của tác giả hồng quang tôi không có thích mà gọi là sao chép cái tác cái sản phẩm trí tuệ của người khác vì nó vi phạm cái tác quyền nhưng tôi muốn hỗ trợ tức là góp ý thêm góp ý thêm vào bài viết của tác giả hồng quang và tôi xin quý vị theo dõi bài viết của tác giả hồng quang tôi xin gửi link ở dưới để quý vị cùng theo dõi với tôi để chúng ta cùng hiểu và chúng ta cùng chia sẻ để đất nước của chúng ta do dân vì dân tất cả phải được dân đồng ý. Nếu dân không đồng thuận với chúng ta, chúng ta không làm được gì hết. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi với tôi, Góc nhìn Hoàng Di Hùng, sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.